Xin kính chào quý vị và các bạn. Bác Hồ kính yêu đã từng nói, Giang Sơn gấm vóc Việt Nam do phụ nữ, trẻ cũng như già dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Quảng luôn tích cực cùng cả hệ thống chính trị của xã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, là nòng cốt trong hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt có phong trào dân vũ thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Hưởng ứng hội thi dân vũ trực tuyến với chủ đề Vũ điệu khỏe đẹp do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Quảng xin gửi tới quý vị hai bài dân vũ trên nền nhạc ca khúc Đến với con người Việt Nam tôi và bài ca phụ nữ, với mong muốn được giao lưu, học hỏi, chia sẻ và lan tỏa niềm đam mê môn thể thao dân vũ, lan tỏa sự tích cực, lạc quan, yêu người, yêu đời, yêu quê hương đất nước và trân quý giá trị cuộc sống hơn, xây dựng phẩm chất người phụ nữ hiện đại, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, góp phần làm cho đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Xin kính chúc hội thi thành công tốt đẹp. Này bạn thân nơi năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào. Ngày nào còn chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vàng. Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều. Tàu vào Nam rộn vang tiếng ca, ngàn bàn tay vẫy nhau cho tương lai. Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống với bao công trình, từ bàn tay cùng nhau đắp xây để giờ đây chúng tôi gọi mời. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30 với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây phát sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau vẫn danh non sông trái tim Việt Nam. Một ngày cha ông vang danh núi sông, một ngày đất nước đứng lên thanh bình, ngày dựng xây cùng bao cánh tay, ngày hôm nay bước lên cùng anh em. Mảnh đạn năm xưa gieo trên đất nâu, giờ đây đã hóa những thân lúa vàng, gửi vào trong từng trang sách thơ, nhìn tương lai trái tim mỉm cười. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30 với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau vẫn danh non sông trái tim Việt Nam. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30.